Vừa qua, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã khánh thành kho cảng LNG 1 triệu tấn tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang biểu dương những nỗ lực để hoàn thành công trình kho cảng LNG Thị Vải của chủ đầu tư và các nhà thầu. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng khẳng định đây là sự kiện quan trọng và ý nghĩa trong việc thực hiện các chiến lược tái cấu trúc của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nói riêng và chiến dịch chuyển đổi năng lượng phát triển bền vững của Việt Nam nói chung. Kho cảng LNG có sức chứa 180.000 mét khối với công suất qua kho trung bình 1 triệu tấn LNG một năm do PV Gas làm chủ đầu tư. Được khởi công xây dựng từ tháng 10 năm 2019 với tổng mức đầu tư khoảng 6.500 tỷ đồng. Hệ thống kho cảng gồm bồn khí LNG và hai cụm tái hóa khí với công suất tối đa 171 tấn một giờ, hệ thống trạm nạp xe bồn, trạm giảm áp, hệ thống đường ống dẫn khí kết nối, trung tâm điều khiển tự động toàn bộ quá trình vận hành và hệ thống phòng cháy chữa cháy. Việc hoàn thành đầu tư xây dựng đưa vào vận hành dự án kho cảng LNG Thị Vải góp phần thực hiện thành công chủ trương của Đảng, Nhà nước về định hướng và quy hoạch phát triển tổng thể năng lượng quốc gia, chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, sạch và bền vững.